Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay Kẹo sẽ giới thiệu cho anh em một cái con game mới nó khá là thú vị về cái tựa game sinh tồn và đang hot nhất trên mobile hiện nay, đó là tựa game Cyber Hunter. Ok, về cái phần đồ họa của game thì anh em sẽ không cần phải bàn cãi nhiều. Đơn giản là bởi vì là game đồ họa nó quá là đẹp luôn mọi người ơi. Và có tính năng đó là nhảy dù tự động. Anh em chỉ cần là pick điểm thì lập tức là nó sẽ tự nhảy dù đến chỗ mà anh em mong muốn này. Nó là nhảy dù nhưng mà thực tế thì cái tựa game Cyber Hunter sẽ sử dụng phi thuyền nha mọi người. Đặc biệt là tựa game Cyber Hunter này anh em có thể là leo trèo thoải mái luôn. Nó khá là easy nha các bạn ơi. Đáng lẽ ra cái lúc mình chơi nó là 60fps, nhưng mà không hiểu sao khi mà quay video lại nó chỉ còn lại là 30fps thôi. Thực này là rất là sorry mọi người, và mình sẽ tìm cách khắc phục trong cái thời gian sớm nhất nha anh em. Ok, và đây anh em thấy chưa, mình đang chạy như kiểu là Spider-Man như này. Trèo lên trên cao như kiểu Spider-Man vậy anh em ơi. Wow, đậu xanh này. Anh em thấy là cái game này nó có thú vị không ạ? Vì là như vậy nên là ngày hôm nay thì Kẹo muốn giới thiệu cái con game này cho mọi người nhá. Ok, hiện tại thì trong game này nó sẽ phân biệt ra những cái loại súng khác nhau. Như Kẹo đã chơi qua một vài ván thì mình có biết được là ở đây thì súng săn nó sẽ là như kiểu là dạng shotgun anh em ơi, tức là súng bắn cận chiến này. Ngoài ra thì súng trường anh em bắn ở tầm trung này, súng tiểu liên anh em bắn ở tầm gần, và súng bắn tỉa sẽ là bắn ở tầm xa nha mọi người. Nói chung là tựa game này nó khá là dễ chơi thôi. Ngoài ra thì đây anh em ơi, đó, khi mà anh em nhảy trên cao này sẽ có anh em nhấn vào nút nhảy nữa, sẽ có một cái như kiểu là cho anh em cầm đấy. Tức là anh em có thể là nhảy dù từ trên cao xuống dưới thấp mà không lo bị mất máu nha mọi người. Ui, cái đậu xanh, thằng nào ở ngay phía dưới vậy? Ok, ngoài ra thì anh em có thể là dùng những cái khối lượng tử để anh em dựng những cái rào chắn như này. Đấy. À đủ, em ơi, làm cái gì vậy? À đủ, em ơi, và ok. Khá là đơn giản thì Kẹo đã có cho mình được một mạng đầu tiên rồi nha anh em. Wow, đậu xanh. Thằng nào đây vậy hả? À đây à? Úi dồi em ơi, đây à? À đủ. Né đạn ghê vậy. À đủ. Hay đấy nhỉ em ơi. Thằng này được. Đây, súng săn này anh em ơi. À đủ. What the hell? Xây cam vậy? Từ từ bạn ơi, xây cam vậy. Và hiện tại thì trong cái tựa game Cyber Hunter này, anh em sẽ không có cái nút nằm nha mọi người. Tức là anh em có thể là lộn thôi anh em ơi, hoặc là ngồi xổm này, hoặc là anh em nhảy thôi, chứ còn là không có chức năng nằm nha anh em. What the hell người nữa hả? Đậu xanh, á đù, nó ở ngay phía dưới anh em ơi. À cái đầu, cẩn thận vỡ đầu nha em ơi. Úi dồi ôi em ơi, làm gì đấy vậy hả? Á đù thằng này hay, được. Anh lại sợ chú quá cơ, ok mọi người ơi. Mày làm gì ở dưới vậy? Úi dồi ôi em ơi. Từ từ các bạn ơi, thằng này có vẻ như là nó sấy căng quá nhỉ anh em, làm Kẹo sợ đấy. Tôi thì đang mải miết gọi là thay đạn này, bởi vì là shotgun này, khẩu này là tôi chơi chưa có quen cho lắm anh em ơi. Thế là cảm giác của nó game hơi bị khó chơi một xíu này. Chứ còn là anh em chơi qua vài ván game, cảm giác nó sẽ khá là easy mà thôi. Ok, đậu xanh. Uầy, nó vòng lại móc lớp mình này. Vì là cơ bản Kẹo mới chơi game nên là trông như một cái con gà gọi là ngác ngơ vậy anh em ơi. A đủ. Mà định chơi anh à? Thế này, à đâu? Con này, hay đấy nhỉ. Mặc trang phục nữ cả, úi dồi ôi. Lên bảng điểm số em ơi. Như vậy là khá là easy thì Kẹo đã có cho mình được mạng thứ 3 nha các bạn ơi. Anh em thấy là cái tựa game này có dễ dàng không ạ? Và đặc biệt là game này cái bản đồ của nó sẽ gồm 3 cái khu vực. Đây anh em có thể thấy là có cả sa mạc này, có cả rừng rậm cũng như là đô thị nha mọi người. À đủ. Đậu xanh này. Ui bắn như thế mà không vỡ đầu hả? Chán ghê ta mọi người. Và anh em có thể là nhanh chóng dựng những cái rào chắn như này để bảo vệ trước những cái sự cản phá của cái địch nha anh em. Phía dưới đã có ngay một đứa nữa thì phải. À đây bên này. Úi dồi ôi, ăn đạn súng tiểu lên nha em ơi. Đấy, và súng tiểu lên anh em sấy ở tầm gần nó sẽ khá là easy nha mọi người. Ok. À đù. Và xin nói luôn với anh em là tựa game Cyber Hunter này thì cái in game của Kẹo đó là Sĩ Kẹo Cyber. Anh em có thể là kết bạn và chúng ta sẽ cùng chơi chung nha anh em. Ok, dựng rào chắn đàng hoàng và đậu xanh thằng này. Mày ở trên mà mày tưởng là chơi anh mà dễ à? À đù anh em ơi, hơi bị khó khăn đấy, từ từ nha. Let's go này các bạn ơi, úi dồi ôi em ơi, ăn đạn súng tiểu liên thì xanh mộ nha em ơi. Ok, như vậy thì Kẹo đã có cho mình được mạng thứ 6 rồi nha anh em ơi.
Ở đây thì nó khá là nhiều những cái loại súng mới và có những cái tên rất là đặc biệt anh em ơi. Nên là anh em chơi nhiều thì anh em sẽ biết được những cái kỹ năng của từng loại súng nhá. Ok anh em. Hiện tại thì mình đang dùng cái combo súng ở đây là hai cái khẩu súng SMG anh em ơi, tức là hai súng tiểu liên đấy. Thế là mình sẽ xem mình đổi thêm một cái khẩu súng trường cái đã. Ủa ấy, không biết là mình nhà bắn lộ thì phải anh em ơi, bởi vì là mình có setup cái nút bắn nó to quá. Nói chung là những cái nút bắn trong game này anh em có thể là setup thoải mái luôn nhá. Cái đậu xanh này, cái đậu xanh này em ơi, à mình dựng rào chắn cả. Đừng tưởng lái sợ chúng nha, ok. Khá là easy thì kẹo đã có cho mình được mạng thứ 7. Hiện tại thì cái tựa game Cyber Hunter của chúng ta ấy, thì ping nó sẽ dao động đó là 80 ở server đó là Đông Nam Á nha mọi người. Chắc là hiện tại thì nó chỉ có như vậy thôi. Thật ra là với cái số lượng ping như này anh em chơi game vẫn khá là ổn nhá. Nên là anh em sẽ không cần phải lo về những cái vấn đề đó là game lag hay không nha. Đặc biệt là đồ họa sẽ có khá là nhiều những cái mức đồ họa cho anh em tùy chỉnh. Hiện tại đây thì mình đang bật đó là đồ họa tốt nhất nha. Ngoài ra thì anh em có thể là tùy chỉnh và bật đồ họa siêu mượt nhá. Thì chơi nó sẽ cực kỳ là mượt nha anh em. Ok các bạn, let's go. Và tất nhiên là chúng ta sẽ cùng đi săn mạng nào anh em. Đây, lái xe nào anh em. Nói chung là anh em sẽ sử dụng những cái lượng tử anh em ơi, người ta gọi là khối lượng tử. Thì anh em sẽ đổi được, anh em sẽ biến hóa được những cái vật dụng mà anh em đã ép vào trong những cái khe kỹ năng nha. Thì những cái khe kỹ năng này anh em chơi theo tùy cấp tùy level anh em sẽ được mở nhá. Úi dồi ôi, xe bay anh em nhìn thấy ngầu chưa. Thôi xong thôi xong, gặp phải sĩ kẹo tổ lái thì thôi rồi anh em ạ. Đây anh em, mình sẽ nhanh chóng mình bơi qua cái bờ bên kia cái đã, không là lại bị cái địch bắn cho sấp mặt bây giờ. Bên này thì nó đang có một cái thính nha anh em. Thính thì bình thường nó sẽ có những cái tia sáng màu đỏ. Ok đây, đang cố gắng để bơi lên trên cái đá này anh em ơi. Đó, lên nào anh em. Ok lên luôn. À lúc nãy thằng nào nó bắn mình đấy nhỉ anh em. Không biết là bây giờ nó chạy mất tiêu rồi nên là kệ thôi nha. Lên phía trên cái đá nha. Let's go nào những người anh em. À đâu, thật ra chỉ có mình tôi thôi. Hiện tại thì cái tựa game này đôi khi là anh em chơi sẽ có thể là ở server Việt Nam thì các bạn ấy chơi khá là ít thôi. Đơn giản là nó mới được phổ biến thôi. Nên là mọi người tích cực vào chơi game nha anh em. Thì ok, bắt thể heo người đấy hả? Người đấy hả? Úi dồi ôi, em ơi. Úi dồi ôi, em ơi, và ăn no đạn súng tiểu liên nhá mọi người. Ok, sĩ kẹo Cyber Việt Nam và lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam sáng chói nha anh em. Đây nó có một cái súng đó là súng bắn tỉa quan tài rỗng hả? Súng đấy thì chơi không ngon lắm anh em ơi. Tức là nó giống tương đối với khẩu SKS, gọi là bắn cái kiểu đấy thì kẹo không thích lắm. Kẹo thích những cái khẩu súng như kiểu là AWM thì nó có cái súng khác như kiểu ở đây. Súng người đánh cắp linh hồn anh em thì nó sẽ là súng bắn tỉa bắn từng viên một nha anh em. Ở đây thì cái tựa game Cyber Hunter này nó ghi chú rất là rõ ràng cho anh em chơi. Đó. Và một cái điểm mà kẹo rất là thích ở cái tựa game này đó là anh em, khi mà anh em vừa di chuyển anh em vẫn có thể là bơm được máu bình thường. Đấy, nhờ những cái công cụ hỗ trợ. Ok anh em, let's go và chúng ta sẽ cùng đi săn mạng nào. Ngoài ra mà khi anh em uống cái lon nước thì anh em sẽ được tăng cái tốc độ chạy này khá là hay này. Bắt tử heo này, đậu xanh, đậu xanh. Úi dồi ôi, và vỡ đầu nhé em ơi. Mạng thứ 9 dành cho sĩ kẹo này. Ok anh em. Ở đây mình sẽ xem mình loot thêm đồ cái đã. Về cái tựa game Cyber Hunter này thì anh em sẽ có tính năng đó là loot đồ tự động. Nó sẽ tự động loot cho anh em được những cái trang bị ngon nhá. Nên là nếu mà anh em chưa biết về những cái trang bị này, anh em hãy cứ để là loot đồ tự động nha. Đấy. Ok mọi người. Và đây nó sẽ là cái ống ngắm 2x này anh em. Đây nói chung là về những cái loại ống ngắm nào mà anh em cảm thấy anh em quen sử dụng thì anh em có thể là trao đổi giữa những cái ống ngắm với nhau nha. Ok. Và đây, vòng mô điện thì vẫn đang tiếp tục được thu lại và đấy, biến hóa ra thêm một con xe máy nữa và chúng ta sẽ cùng quẩy nào nhé. Ở đây thì xe máy nó chạy tốc độ cực kỳ là bàn thờ, đặc biệt là anh em bật cái boss nitro lên thì chạy phải gọi là bá cháy luôn anh em ơi. Úi dồi ôi. Anh em thấy kẹo chưa, gọi là tổ lái như này thì mấy khi lại. Thôi xong anh em ơi, kiểu này lại mất xe rồi. À không sao cả, kẹo tưởng là xe đã bị mất cơ nhưng mà thôi xong, đấy đấy đấy. Thôi thôi anh em ơi, cái kiểu này tôi lái nó gắt quá mà anh em, bởi vì là tôi chơi theo kiểu gọi là khô máu mà anh em. Lái xe cứ phải gọi là tốc độ bàn thờ, gọi là siêu nhân lướt gió. Đây, hiện tại thì anh em đang ở cái khu vực trung tâm của bản đồ. Đó là Super Bolum thì phải. Nói chung là tiếng Anh kẹo không có giỏi. Ok, kẹo nghĩ là về cái bản đồ này thì cái tựa game Cyber Hunter người ta sẽ sớm Việt hóa thành tiếng Việt thôi anh em.
À, đậu xanh. Lên nào anh em. Ở trên này có ai không vậy hả? Ok, máu của kẹo hiện tại đang đầy, đó là 100% luôn. Và let's go nào các bạn ơi. À. Úi dồi ôi, có ai đâu nhỉ anh em? Hẳn là không có ai cả. À, ngoài kia thì kẹo đã thấy là có một cái chiếc xe ô tô. Và mình sẽ muốn chạy qua đấy để thử luôn con xe ô tô này nhỉ anh em. Đây rồi các bạn ơi. À đù, có người đấy hả? À, làm gì vậy, làm gì vậy? Làm gì vậy? Trời ơi, xanh mộ cho em ơi. Ok, let's go. Và mình sẽ lên để mình loot xác cái đã anh em ơi. À, khá là nhiều những cái trang bị ngon nha các bạn ơi. Ok. Và đây trong cái tựa game Cyber Hunter thì anh em để ý cho mình đó là cái lượng gọi là cấp độ của từng cái món đồ như kiểu là mũ giáp này, găng tay với lại giày này anh em này. Mình có là một cái người chơi mới chơi cái tựa game Cyber Hunter này. Nói chung là mình mới chơi được cách đây vài tiếng anh em ơi. Thì thấy là tựa game này nó vô cùng là dễ chơi và đồ họa cực kỳ đẹp. Nên là muốn giới thiệu cho mọi người đó mà. Ok, let's go này anh em. Và đặc biệt là những cái xe, phương tiện các thứ rất là phong phú. À đủ, thằng nào vậy? Thằng nào vừa bắn mình vậy hả? Để coi. Để coi nào, mày đâu? Mày đang ở chỗ nào? Anh lại tông xe chết chú bây giờ. À, bọn này hay nhỉ. Ok, các bạn ơi, thôi kệ đi. À, mình sẽ lái xe và tiếp tục chạy nha anh em. Úi dồi ôi. Thật sự là anh em không nên để cho kẹo cầm lái, bởi vì là kẹo lái rất là ngáo chó anh em ơi. Đấy anh em thấy là tôi lái có cục xúc không ạ? Vô cùng là cục xúc luôn nhá. Lên phía trên này nào anh em. Ở phía trên này thì à đủ. Không có gì cả. Quan trọng là tôi muốn leo xe lên trên mà thôi. Chứ còn là phía trên này có gì đâu anh em. Đấy, xuống xe đi bộ thôi anh em ơi. Nãy giờ chạy xe ngáo quá anh em, như kiểu là tài xế điên vậy nên là thôi. Đi bộ nha anh em. Nào ok, nạp đầy đạn cho cái khẩu súng bắn tỉa và let's go, chúng ta sẽ tiếp tục đi săn mạng nhé. À đù, chỗ nào vậy? À, bạn đang ở chỗ nào vậy? Căng quá ta. Ủa ơi, hình như là ở mãi phía trên thì phải anh em ơi, cao quá mà. Ok, dựng tháp này. Và dựng luôn tường chắn anh em ơi. Đậu xanh. Để coi. À, bên này cũng có người nữa nha các bạn ơi. Đây rồi. Tưởng gì cơ. À, thằng này hay được. Giỏi lắm em ạ. Thanh niên áo đỏ chứng tỏ rồi đây anh em. Áo đỏ chứng tỏ KV và liệu rằng có vỡ đầu không nhỉ? Chưa anh em ơi. Mình thấy là có khi là cái sát thương của khẩu súng này nó hơi bị yếu này. Lại còn có cả giáp trên người nữa cả. Chắc là đang yếu máu rồi. Yếu máu hả em ơi? Ok, thì anh bắn cho viên nữa là lên bảng điểm số nhá. Từ từ nào. Từ từ nào. Từ từ nào và lên bảng điểm số luôn nha. Ok. Vậy là các bạn đã có được mạng thứ 11. Úi dồi ôi, nhiều mạng quá cơ anh em. Nào để coi. Chắc là mình sẽ nhảy xuống luôn anh em ơi. Từ từ cái đã nha anh em. Các bạn tôi đang ngó xung quanh coi xem là còn đứa nào hay không. Thì mình sẽ cố gắng mình kill nó luôn này. À, đã nghe thì tiếng bước chân và ok, quần máu cái đã. Nhảy từ trên cao xuống đây là chúng ta sẽ mất một lượng máu nhất định nha anh em. Á đủ bên này. À đủ bên này. Úi dồi ôi, anh sấy bằng súng trường vẫn khá là ok nha. Và thôi sao như vậy là bạn này đã được lên bảng điểm số rồi nha các bạn ơi. Ngoài ra thì cái tựa game này nó có khá là nhiều những cái loại súng tiểu liên, súng trường cũng như là súng bắn tỉa. Ngoài ra có cả súng điện các kiểu đấy anh em ơi. Nói chung là anh em chơi game thì test mỗi loại súng một lần đấy thì anh em sẽ có cái kinh nghiệm thôi. Và lựa chọn ra cho anh em những cái loại súng mà anh em cảm thấy là nó dễ chơi. Được chưa anh em? Lên phía trên này con nào anh em ơi. Wow. Phía trên này thì hiện tại đang khá là vắng nhá. Cơ bản là mình khá là thích cái khu vực đó là Super Bowl lần này. Đơn giản là vì cái đồ họa của nó khá là đẹp về cái tựa game Cyber Hunter này. Đặc biệt là có những cái cánh đồng hoa này là hoa màu tím đó anh em ơi. Kẹo không biết là hoa gì nữa nhưng mà trông nó cũng đẹp đấy. Và là khu này đẹp mê hồn anh em ạ. Ok. Với những cái hoa nó trồng rất là dày như này anh em là có thể là ngồi xổm này. Đấy. Ngồi xổm để cho kẻ địch rất là khó phát hiện ra vị trí của các bạn nha. Ok, và chỉ còn lại có 12 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này các bạn ơi. Nên là cố gắng thì kẹo sẽ cố gắng kiếm top 1 luôn ở trong cái ván đấu nhá. Ui, đậu xanh ghê vậy. Anh đã dựng rào chắn rồi nhá em ơi. Đâu vậy hả bạn ơi? Bạn tính chơi mình nhỉ? Ok. Bình tĩnh nha anh em. Cái này là phải hết sức bình tĩnh nha mọi người. Ui, phía sau cũng có người bắn con cờ đấy. Dựng rào chắn phía trước và phía sau. Anh em đã thấy là ổn chưa? Đấy.
Những cái rào chắn như này thì vô cùng là chắc chắn nha mọi người. Để con nào, à đây. Có người này các bạn ơi. Úi dồi ôi, làm gì vậy? Vỡ đầu nhà em ơi. Mạng thứ 13 dành cho sĩ kẹo vào đây. À, thanh niên thứ 14 đây rồi nha em ơi. Úi dồi ôi, làm gì vậy em ơi. Và ok, mạng thứ 14 nhá. Cái đã bảo chứ cơ mà, các bạn thích chơi kẹo thì đâu có dễ. Mặc dù là kẹo ngọt nhưng mà ăn kẹo thì không có dễ đâu nha. Đây còn lại có 4 người chơi nữa và cơ hội chiến thắng của kẹo lúc này đó là 20% rồi nha em ơi. Nào ok, và chúng ta sẽ tiếp tục đi kiếm thêm mạng nè các bạn ơi. Wow. Quan trọng ở ngoài này là có một cái thính nữa này. Đấy đấy, canh cẩn thận nhá. Và tất nhiên là chúng ta sẽ xem và chạy qua thính có nào các bạn ơi. Mình muốn có được những cái trang bị cao cấp hơn nha. Quên không nhắc với anh em là khi mà chơi game này anh em sẽ có một cái thanh mana ở bên trên cái thanh máu nha mọi người. Tức là anh em có thể là lăn lộn hoặc là bay nhảy các kiểu thì đều tốn mana nha các bạn ơi. Đấy. Ok. Và đây thì kẹo vừa đổi qua cái súng hồ quang nha anh em. Súng hồ quang cơn lốc này thì như kiểu là kẹo nhớ không nhầm, đây nó là một cái khẩu súng điện, anh em bắn nó khá là ngầu đấy. Ok anh em ơi, đấy đấy. Giống kiểu như là dùng cái set điện để bắn vào kẻ địch. Anh em thấy chưa? À đù. Tiếng bắn súng khá là gần nha các bạn ơi. Ok. Dựng rào chắn cái nhỉ. Ồ, đậu xanh này. Làm gì vậy? Và kẹo đã có cho mình được mạng thứ 15 này. Trực lại có 3 người chơi nữa thôi các bạn ơi. Wow. Ui, bắn căng vậy em ơi. À, bên này. Đậu xanh này. Úi dồi ôi. Chỗ này hả em ơi? A đủ. Và ok, kẹo đã có cho mình được mạng thứ 16 này. Vậy như vậy là chỉ còn 2 người chơi nữa ở trong cái bản đồ này. Đây đây anh em ơi, anh em đã thấy là bo đang thu lại rồi nhá. Đây, tôi cố gắng tôi săn nốt 2 đứa là xong rồi các bạn ơi. Lượn lờ vào đây con nào anh em ơi, đây đấy. Nào để coi. 2 thằng cuối thôi mà các bạn ơi. A đủ. Đây à. Úi dồi ôi em ơi, làm gì vậy? Đây còn ngồi xổm đấy cơ à. À, thanh niên này. Tôi xong rồi nha em ơi, chú đai với anh rồi nhá. Và ok anh em ơi, 17 kill rồi. Và đây chính là mạng cuối cùng đấy rồi anh em ơi. Đậu xe này mà chạy này và chiến thắng. Yes. Như vậy là kẹo đã được top 1 ở trong cái ván đấu này với tổng số kill đó là 18 kill. Ok. Hẹn gặp lại anh em trong những video về Cyber Hunter tiếp theo nhé mọi người.